Xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hải Phòng 24/7 của báo Hải Phòng điện tử. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện quan trọng của thành phố vừa diễn ra trong tuần vừa qua. Sáng ngày 27 tháng 5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Thường trực Thành ủy gặp gỡ, đối thoại với công nhân, viên chức, lao động thành phố. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo các ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố và 450 công nhân viên chức lao động tiêu biểu, đại diện hơn 300.000 công nhân viên chức lao động toàn thành phố. Trong không khí đối thoại nghiêm túc, thẳng thắn, sôi nổi và đầy trách nhiệm, Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố dành thời gian lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và các chia sẻ, đề xuất của công nhân viên chức lao động thành phố, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng, Công an thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải trực tiếp giải đáp 13 câu hỏi của công nhân viên chức lao động thành phố và một số ý kiến trao đổi của đại diện doanh nghiệp. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề liên quan đến chính sách cho người lao động. Sáng ngày 24 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy. Qua kiểm tra thực địa các đoạn tuyến tại các xã Ngũ Đoan, Đại Hà, Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, nghe báo cáo của các sở ngành, địa phương, đơn vị nhà thầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng đánh giá tiến độ dự án rất chậm. Dự án được Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 04 ngày 27 tháng 3 năm 2019. Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt dự án tại quyết định số 2650 ngày 31 tháng 10 năm 2019 và điều chỉnh dự án tại quyết định số 1392 ngày 22 tháng 5 năm 2023. Dự án có chiều dài 14,8 km theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, 4 làn xe cơ giới, chiều rộng nền đường 22m với tổng mức đầu tư 924,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2024 qua các huyện Kiến Thụy, An Lão. Đến nay, dự án triển khai thi công một số hạng mục cầu cống và thi công đoạn tuyến mới đạt hơn 26% khối lượng dự án. Tuần qua, Hội đồng Nhân dân thành phố có nhiều hoạt động đáng quan tâm. Theo đó, chiều ngày 26 tháng 5, tại huyện An Dương, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Lập đánh giá cao đóng góp của Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và bảo đảm an sinh xã hội của các địa phương, thành phố trong 5 tháng qua. Hoạt động chuyển đổi số được Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hiện, Hội đồng Nhân dân 5 quận huyện triển khai kỳ họp số, kỳ họp không giấy tờ và phấn đấu kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 tới, 100% Hội đồng Nhân dân các địa phương thực hiện. Trước đó, sáng ngày 25 tháng 5, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh đối với các sở ngành, y tế, kế hoạch và đầu tư, nội vụ, tài chính, bảo hiểm xã hội thành phố. Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc giám sát. Qua báo cáo, ý kiến các đại biểu phát biểu tại cuộc giám sát, thay mặt đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Lập ghi nhận các sở, ngành triển khai thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong lĩnh vực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố được quan tâm đầu tư, chất lượng khám chữa bệnh dần được nâng cao, một số bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ bước đầu phát huy hiệu quả. Música
cùng trong tuần diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến công tác chuyển đổi số, phát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng. Chiều ngày 24 tháng 5, đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn về xây dựng đề án chiến lược phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045. Tại cuộc làm việc, hai bên tập trung trao đổi, làm rõ về tình hình phát triển dịch vụ Logistics tại địa bàn thành phố Hải Phòng, những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Các thành viên trong đoàn công tác chia sẻ kinh nghiệm với thành phố Hải Phòng về chính sách và giải pháp phát triển Logistics, chuyển đổi số trong Logistics, quy hoạch các trung tâm Logistics. Sáng ngày 23 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tổ chức hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025. Hội nghị triển khai với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập trên địa bàn thành phố được tiếp cận, tìm hiểu và hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo thêm các giá trị cho doanh nghiệp. Trong tuần, một số hoạt động kiểm tra, giám sát liên quan đến các dự án giao thông và nhà ở xã hội được triển khai. Cụ thể, sáng ngày 26 tháng 5, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kiểm tra hai dự án giao thông đang triển khai trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo gồm dự án xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến đường ven biển và dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 37. Sau khi kiểm tra hai dự án và nghe báo cáo tình hình triển khai, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu, đây là hai dự án giao thông quan trọng, không chỉ tạo điều kiện để huyện Vĩnh Bảo phát triển kinh tế xã hội, mà còn tăng cường kết nối vùng giữa Hải Phòng với các tỉnh bạn. Vì vậy, việc triển khai các dự án phải thực hiện nghiêm túc, bám sát kế hoạch tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chiều ngày 26 tháng 5, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khởi công khu nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị, dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, xã Lê Lợi và xã Quốc Tuấn, huyện An Dương. Theo kế hoạch, lễ khởi công khu nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị, dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2023. Dự án có quy mô 2.538 căn, 10 tòa nhà chung cư cao 15 tầng, trên diện tích đất 31.369m2, quy mô dân số 9.137 người. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.594 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2025. Cùng trong tuần này, Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng tổ chức họp hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới 5 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Cuộc họp diễn ra vào sáng 23 tháng 5. Trong đợt thẩm định này, hội đồng thẩm định xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với 17 xã thuộc các huyện An Dương, Thủy Nguyên, Cát Hải, An Lão. Trong đó, xét công nhận nông thôn mới nâng cao với 3 xã thuộc huyện An Dương, nông thôn mới kiểu mẫu với 14 xã thuộc các huyện An Lão, Thủy Nguyên, An Dương, Cát Hải. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét công nhận. Kết quả, 100% ý kiến các thành viên đồng ý xét công nhận nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao cho các xã trên. Trong tuần còn diễn ra một số hoạt động văn hóa xã hội được nhiều người quan tâm. Sáng ngày 26 tháng 5, tại trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá thành phố tổ chức meeting diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 đến 31 tháng 5 với chủ đề Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá. Trong ngày 26 tháng 5, tại Trung tâm Sự kiện Hải Đăng, Hiệp hội Du lịch thành phố phối hợp với Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức lễ phát động cuộc thi báo chí ảnh về chủ đề Du lịch Hải Phòng đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển. Cuộc thi nhằm tuyên truyền quảng bá du lịch Hải Phòng, tìm kiếm các giải pháp mới nhằm thu hút khách du lịch đến với thành phố Hải Phòng sau đại dịch COVID-19, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa những người làm báo, sáng tác ảnh về du lịch Hải Phòng. Những thông tin liên quan đến cuộc thi báo chí ảnh về chủ đề Du lịch Hải Phòng đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển đã khép lại chuyên mục Hải Phòng 24/7 của báo Hải Phòng điện tử ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong những bản tin của tuần tới.